quý vị và các bạn đến bản tin giá xe ô tô. Tôi là Trần Đức Bền, kỹ sư ô tô đại diện bán hàng Toyota Mỹ Đình. Thưa quý vị và các bạn, hiếm có dòng xe nào được trang bị một hệ thống điều hòa vô cùng hiện đại, đó là điều hòa 3 vòng độc lập. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu quý vị và các bạn hệ thống điều hòa 3 vòng độc lập được trang bị trên chiếc Toyota Camry 2018-2019. Điều hết sức tuyệt vời đó là trên chiếc xe Toyota Camry 2.5Q 2018-2019 được trang bị điều hòa những 3 vòng nguồn đập và kết hợp với cửa gió phía đằng sau, và bên cạnh đó thì còn được trang bị một cái hệ thống gọi là vi lọc bụi, tức là có lọc không khí theo hình thức của vi lọc bụi, giúp cho quý vị các bạn có một cái không gian vô cùng sạch sẽ trên chiếc xe. Và cái cách sử dụng cái hệ thống điều hòa như thế nào thì đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cách sử dụng điều hòa. Đầu tiên ở vị trí người lái phía đằng trước, đúng không? Và đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần ấn một nút ạ. Và điều hòa này được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động là gì? Chúng ta chỉ cần đặt một cái nhiệt độ cho phép cho trước mà chúng ta mong muốn, và điều hòa nó sẽ tự động điều chỉnh tốc độ của gió và chế độ cửa gió sao cho phù hợp nhất với cái nhiệt độ của mình đặt ra. Đấy, đơn giản chúng ta chỉ cần ấn một nút auto đây ạ. Đấy, ấn nút auto và chúng ta điều chỉnh nhiệt độ ạ. Chúng ta điều chỉnh nhiệt độ đây, 18 độ, 19 độ, 20 độ, 21 độ, 22 độ, 22 độ. Khi chúng tôi bật cái điều hòa tự động này, chế độ auto này, đấy, thì vâng, sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió, tốc độ quạt gió và chế độ cửa gió đây. Tôi giới thiệu sơ qua nhé, ở trên mặt bảng đồng hồ tốc độ này thì đây chính là cái nút điều chỉnh, cái thanh công cụ để điều chỉnh cái tốc độ quạt gió. Vâng, chúng ta không chuyển sang chế độ chỉnh cơ đây ạ, bật gió nhỏ đi ạ. Vâng, 4 lớp, 3 lớp, 2 lớp ạ. Vâng, chúng ta tăng tốc độ gió đấy ạ, 3 lớp ạ, 4 lớp ạ, 5 lớp ạ. Vâng, thậm chí là mát lạnh luôn ạ, 6 lớp còn mát lạnh luôn. Đấy. Và bên cạnh đó thì đó chính là thanh công cụ của điều chỉnh cái, vâng ạ, chế độ lấy cửa gió, chế độ lấy gió ra. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh ạ. Đây ạ, gió chỉ có trên mặt thôi. Đấy, chỉ trên mặt thôi. Rất là mát. Vâng, rất là mát. Cái chế độ lấy gió mặt này á, thì khi chúng ta vừa mới vào xe, bên ngoài rất là nóng, chúng ta có thể làm gia tăng, tức là giảm nhiệt độ nhanh xuống thì chúng ta lấy gió mặt. Nhưng cái chế độ lấy gió mặt này không nên để lâu quá, vì có thể cái cửa gió này nó sẽ phi thẳng vào cái mặt của mình á, cái mũi của mình. Đấy, và có thể gây ra những cái bệnh về phổi, về mũi, tai, về mũi ạ. Tiếp là chế độ lấy cửa gió là vừa lấy gió bên phía trên, vừa lấy gió bên dưới. Thì thông thường chúng ta để ở cái chế độ lấy gió này, đấy, thì không gian của xe sẽ mát rất là hài hòa, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta có chế độ lấy á, thì gió bên phía dưới chân thôi. Đấy, dùng cho những người mà bị dị ứng ở mũi, chúng ta không thể dùng được cái điều hòa xông thẳng ở mũi. Đấy, mà lấy gió phía chân, đấy, nó mát phía chân. Bên cạnh đó thì lấy gió ở phía chân kính ạ. Đấy. Rồi chúng ta quay lại rồi. Đấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Vâng, chúng ta có cái công tác sấy kính phía trước ạ. Đây, chúng ta nhìn ạ, cái nút vàng vàng này không phải điều hòa mà chính là sấy kính, đúng không ạ? Đấy, sấy kính phía trước trong trường hợp ở đường sương mù. Đấy, và không khí bên trong
bên ngoài lạnh hơn thì có thể gây ra những cái hiện tượng là sương mù bám dày đặc vào kính mà chúng ta không thể nhìn thấy gì cả, đúng không ạ? Chúng ta có chế độ lấy xây kính sau. Đấy, xây kính sau giúp cho chúng ta quan sát dễ dàng hơn. Và đây chính là nút để ấn vào để lấy ra ngoài và lấy ra trong. Vâng. Khi nào chúng ta cần lấy ra trong, khi nào cần chúng ta cần lấy ra ngoài. Lấy ra trong khi chúng ta đi lưu thông ở trong những cung đường nó quá là bụi bặm, ví dụ trong đô thị chẳng hạn, thì chúng ta nên lấy ra trong để cái lọc bụi điều hòa ấy, nó lọc bớt những cái bụi bẩn ở bên ngoài đi ạ. Vâng. Để không cho bụi bẩn đưa vào xe, vừa làm hại nội thất, vừa làm ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Đấy, còn khi lấy ra ngoài là chúng ta đi trong những khu vực trung du. Đấy, đường toàn là đồng cỏ chẳng hạn, rất là mát mẻ. Nếu chúng ta muốn tận hưởng cái không khí ở ngoài trời đấy, thì chúng ta sẽ dùng chế độ lấy ra ngoài. Đấy. Và cái quan trọng nhất và hiện đại nhất được trang bị trên chiếc xe đó là chính là hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập. Đấy, là như thế nào? Chúng ta hãy ấn ạ. Vâng, chúng ta hãy ấn vào cái vùng, tức là đây ạ, có chữ 3 zone, tức là 3 zone ấy, tức là 3 vùng đó. Chúng ta hãy ấn vào. Đấy. Và khi chúng ta ấn vào cái nút 3 zone, tức là 3 vùng này ạ, thì chúng ta có thể điều chỉnh độc lập cái nhiệt độ phía bên tay phải tôi ạ, tức là người ngồi bên tay phải tôi đây. Đấy, điều chỉnh độc lập. Và người ngồi phía sau chúng ta có điều chỉnh đấy ạ. Điều chỉnh đây ạ, nhiệt độ có thể điều chỉnh này. Chúng ta để ý nhá. Cùng là trong xe, đúng không ạ? Tại sao hai vùng có hai nhiệt độ khác nhau? Một bên là nhiệt độ những 23, 24 độ đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như vợ tôi không chịu lạnh chẳng hạn, thì cô ấy sẽ dùng cái nhiệt độ, mà thích cái nhiệt độ ưa thích ở mức 25 độ. Còn tôi thì tôi thích cái không khí lạnh thôi, thì tôi chỉ dùng 18 độ thôi. Đấy. Tại sao trong cùng một xe mà chúng ta lại có hai cái luồng không khí khác nhau? Đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Một người thì rất lạnh, một người rất nóng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn để ý ạ. Mấy camera có để ý được ạ? Có thấy là số 25 và 18 ạ, rõ ràng không ạ? Ok. Và tiếp theo nữa là tôi xin phép được giới thiệu quý vị về cách chỉnh nhiệt độ ở vùng thứ ba, tức là phía đằng sau đấy. Vâng, thông thường thì là gì ạ? Phía đằng sau, đúng không ạ? Cái vùng nhiệt độ phía đằng sau sẽ theo cái vùng nhiệt độ phía trước người lái. Thì bây giờ tôi sẽ điều chỉnh được ạ. Vâng, đương nhiên rồi. Ghế ngồi phía sau là dành cho các sếp, các doanh nhân, các lãnh đạo ngồi phía sau. Và sếp thì có thể là người yếu hơn, khỏe hơn, nhưng chắc chắn là một điều là gì, tức là sếp không muốn là cái nhiệt độ của khu vực sếp ấy, có thể cũng khi mà trời mà khi sếp yếu chẳng hạn, đúng không? Sếp muốn tăng cái nhiệt độ lên mà anh lái xe lại cảm thấy nóng, nhưng sếp thì vẫn muốn tăng nhiệt độ lên. Đấy, thì rất đơn giản thôi ạ. Ở vùng nhiệt độ phía đằng sau ạ, đây chúng ta có cửa gió điều hòa phía sau này, và chúng ta sẵn sàng điều chỉnh được ạ. Điều chỉnh được này, tôi sẵn sàng điều chỉnh được này, 19 này, 20, 21 này, 22 này, thậm chí trên cái đang 25 độ, nhưng tôi điều chỉnh xuống dưới đây tôi chỉ có 19 độ thôi. Đấy, 18 độ nữa, thậm chí là quá thấp đây là 17 độ này. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, và chế độ cửa gió sau là tôi sẽ được tăng cái tốc độ gió lên một chút ạ. Đấy, nhiệt độ. Đấy. Đấy chính là ba vùng độc lập. Cái ba vùng độc lập rất là quan trọng và rất là hay ở chỗ đấy. Như Toyota Vios hay những dòng xe rất nhỏ thôi, thì chúng ta chỉ có một vùng. Vâng ạ, chỉ có một vùng thôi. Và toàn bộ, ví dụ như là trên người ngồi phía đằng trước là cảm thấy rất lạnh, nhưng phía đằng sau đã cảm thấy rất là nóng. Đấy, có khi đi hết đường rồi vẫn còn thấy nóng, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, là cái việc trang bị hệ thống điều hòa vô cùng hiện đại, tự động ở 3 vùng độc lập sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái hơn trên mọi con đường di chuyển. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu chiếc xe Toyota Camry 2.5Q, vui lòng gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 0984 925 000. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị và các bạn. Hãy ấn like hoặc đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.